sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Alo. Dạ đúng rồi, em là mẹ của Gia Minh. Hả? Dạ rồi, em sẽ tới trường đón bé liền. Dạ. Sao hồi sáng mới bình thường mà bây giờ sốt cao vậy? Alo. Bà Hân hả? Nó bớt sốt chưa? Gia Minh nó đỡ sốt hơn nhiều rồi. Ê nghe tôi dặn nè, bây giờ á mỗi lần ăn xong là nhớ uống thuốc liền nha, sốt siêu vi nguy hiểm lắm á. Mà không biết sao á, dạo gần đây nó cứ bệnh hoài hả? Trời ơi, thì do cái sức đề kháng trong người á nó không có được cao, nó không có nên nó dễ bị bệnh đó. Phải thường xuyên ăn rau quả được nhiều vô. Ủa vậy hả? Thôi bà làm như bạn nít vậy, ăn rau quả rau củ nhiều vô bà biết không? Tại vì trong rau củ á nó có chứa nhiều vitamin, mà bây giờ bà không bổ sung mấy cái đó là nó thiếu một cái lượng mà vi chất, mà cái lượng vi chất này á nó là giúp cho cân bằng nè, giúp cho trẻ phát triển bình thường đó bà. Mà tôi nói bà nghe nè, sức đề kháng mà yếu đó ha là cơ hội cho nhiều bệnh xâm nhập. Nè, tụi con còn nhỏ, con phải ăn thịt, ăn tôm, ăn trứng nhiều vô, nó mới tốt cho sức khỏe, mới đủ chất, biết không? Mẹ gấp cho con đi mẹ. Rồi, mẹ gấp thịt. Dạ con. Đây nè. Rồi, đây con nè. Thịt đúng không? Đây, trứng, rồi. Gấp cho con trứng mẹ. Trứng cho con luôn. Trời, mẹ nuôi sao mà con trai cho này ấm nhớm à. Ăn nhiều thịt vô nha con nha. Con tôm đúng không? Cùng thịt đi luôn hả? Rồi, ăn nhiều vô mới có chất nha không? À, ăn đi. Rồi. Nè. Rồi ba ăn rau đi. Sao ừ đúng rồi đúng rồi. Nè người lớn mà ăn rau, con nít không ăn rau được. Con nít ăn rau không có tốt nha. Con đúng ăn rồi. Rau nhiều nghe không? Ăn thịt với cá nhiều. Nghe không? Rau không tốt. Rau chỉ tốt cho người lớn thôi, không tốt cho con nít nha. Con nít thì đâu có ăn rau được đúng không? Rồi, ăn giỏi. Thật rồi, ngon không? Ngon không? Đúng rồi. Cưng quá. Ăn thêm thịt không? Ăn thêm thịt, ba lấy thịt đây nè. Trời. Vậy mà từ trước giờ vợ chồng tôi cho tụi nhỏ ăn cá với thịt không à? Đâu có cho nó ăn rau gì đâu. Trời ơi sai sai hết. Bây giờ bà cho con ăn kiểu đó là không được. Tại vì nếu mà ăn thịt ăn cá không mà không ăn rau củ nó sẽ bị táo bón đó. Trời, nghiêm trọng vậy luôn hả? À, thôi được rồi. Bây giờ biết vậy rồi á, vợ chồng tôi sẽ cố gắng ép tụi nó ăn rau để cân bằng lại cuộc sống. Ồ lộn. Cân bằng lại chất dinh dưỡng trong cơ thể. Ừ, vậy nha. Có gì cho tôi hay. Ờ rồi, cảm ơn bà nhiều nha. Chuột thua chắc. Tập này chuột thua chắc. Trời ơi lớn rồi mà cứ coi phim hoạt hình hoài là sao hả? Vui lắm. Anh, em có chuyện này muốn hỏi anh nè. Gì? Gia Minh á, vợ chồng mình cứ cho nó ăn thịt ăn cá hoài, riết bây giờ nó không đủ sức khỏe, nó không có nhiều chất trong cơ thể, nó không phát triển, nó không... Ý em là sao? Là ý em á, là nó ăn thịt ăn cá hoài không tốt cho sức khỏe của nó, bây giờ nó bị bệnh á. Thì bây giờ ăn thịt ăn cá nhiều quá không tốt đúng không? Đúng. Dư chất đúng không? Dạ đúng. Cho nó ăn rau. Quá dễ luôn á, không có gì dễ hơn á. Đúng rồi, nói thì rất là dễ nhưng mà làm rất là khó. Tại vì con mình nó đã quen ăn thịt ăn cá rồi, nó không chịu ăn rau, em ép nó cũng không ăn. Thì bây giờ dễ lắm, bây giờ nó không muốn ăn rau đúng không? Ờ. Em lấy rau em trộn chung với thịt cá cho nó ăn. Đúng rồi.
đó. Ủa mà vẫn có thịt cá mà anh, là nó vẫn ăn thịt ăn cá luôn á. Quên. Chứ nó đâu có ăn rau. Quên. À không, mà nói chung vấn đề này nhỏ lắm, đừng có lo, để chồng em tính. Là có cách đó hả? Từ trước tới bây giờ em có thấy điều gì làm khó được chồng em không? Sau một khoảng thời gian thương lượng mà anh chị vẫn không ăn rau đó, nên tụi tôi đã quyết định đưa ra một đề nghị cực kỳ hấp dẫn, đó là nếu như mà anh chị chịu ăn rau thì ngày mai này tụi tôi sẽ dắt anh chị đi chơi công viên nước. Yeah, ông ơi. Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ, đồng vậy ý. Thì rau đi, rau đi, rau đi, rau đi, rau, rau. Ăn rau đi con, ăn rau đi. Một miếng thì đó. Ừ đúng rồi, một miếng cũng được, một miếng cũng được. Ăn đi, ăn nhiều rau đi cho con. Hai đối thủ trên lầu, cứ để anh lo. Giỏi quá, gì nói cách em nghe đi mà. Không nói đâu, không nói đâu. Nói đi mà, nói đi mà, đi mà, đi mà. Không nói đâu mà, không nói đâu mà. Nói đi mà, đi mà. Không. Đi mà. Không. Nhảy, 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 nhảy. Nói không? Đừng có đánh. Trời ơi, thôi, thôi. Đừng có đánh, không có nói đâu. Nói không. Nói. Không. Nói. Không. Bây giờ mình nói thẳng với nhau nha. Ba muốn con ăn rau. Con nói dối. Con là con gái. Con gái nói có là không. Con gái nói không là có. Con muốn ăn rau đúng không? Ăn một miếng với ba thương con. Con đang bệnh mà ăn một miếng rau vô cho con cháu nghe lời ba, ba thương mà. Đừng làm ba mất mặt với mẹ. Nghe không? Ăn. Ủa bữa nay đối tác là sao rồi? Ủa bình thường giờ tôi dễ quá, bây giờ là không sợ đúng không? Bây giờ không ăn đúng không? Ăn không? Ăn! Không ăn bà đánh à? Sao vậy? Sao vậy con hả? Sao vậy? Rồi không ăn rau. Mồi chài từ trưa đến giờ không chịu ăn một miếng rau. Đó, thấy chưa? Không? Thấy chưa, thấy chưa? Em nói đâu có dễ đâu. Giờ không ăn ai, giờ anh tính sao anh? Mệt quá. Ăn đi. Rồi, mẹ ơi, tay chân khóa hết rồi, mẹ cho con uống nước nha. Rồi, hai cha con giỏi lắm, bắt đầu nha. Rồi, mam mam, ngoan đi con. Ơ nè, con miếng thôi, miếng thôi, một miếng thôi nè, Gia Minh. Một miếng thôi uống thuốc mới hết bệnh được, Gia Minh. Nè, một miếng thôi uống thuốc mới hết bệnh được. Ơi, thuốc rồi không uống thì làm sao hết bệnh được hả? Thuốc tại sao không uống? Tại sao không uống? Thuốc có gì đâu mà không uống. Tại sao con không uống thuốc? Tại nó đắng. Thuốc này mà đắng cái gì? Nè. Đắng lắm nghe em, đắng lắm nghe em, đắng lắm nghe em. Anh uống hết thuốc của con rồi. Đắng quá, đắng quá, đắng quá, đắng quá. Rồi lấy gì nữa uống? Đắng quá. Thiệt tình luôn á. Gì vậy? Gì mà nhìn bực bội vậy? Vợ chồng tôi sáng giờ gây lộn sùm hết trơn á. Còn phải chi gây lộn cái chuyện lớn thì không nói tôi không tức. Còn đằng này cái chuyện có nhỏ xíu mà cũng gây lộn nữa. Chuyện gì chuyện nói đi. Nghe đi. Nói đi. Một miếng thôi uống thuốc mới hết bệnh được. Gia Minh nè, một miếng thôi uống thuốc mới hết bệnh được. Trời ơi. Trời đất ơi. Tưởng chuyện gì to tát. Gia Minh không chịu uống thuốc. Đây, bác sĩ Nhi Hạ Nguyên cứ mang đến phòng khám của Hạ Nguyên. Hạ Nguyên tất sẽ có cách cho Gia Minh uống thuốc. Em nghĩ dễ mà. Gia Minh là con nít dụ dỗ có nào mà không uống thuốc được. Cầm đi. Rồi. Nè Khánh Ngọc, em chưa có con cho nên em không có hiểu được đâu. Ê không nha, trong chuyện này tôi đồng ý với Khánh Ngọc đó. Con nít là con nít, cứ dụ theo cách của con nít là được à. Đúng rồi, không có chuyện gì mà căng thẳng hết. Ừ. Bây giờ tôi có cách này ha. Bây giờ mình đánh cược đi. Khánh Ngọc với Hạ Nguyên, ai là người dụ cho Gia Minh uống thuốc
thì mình sẽ có phần thưởng thôi. Phần thưởng gì? Ý đó cũng hay đó. Được rồi, nếu như ai mà dụ được Gia Minh thì tôi sẽ thưởng cho một bộ mỹ phẩm trị giá 1.000 đô. Trời ơi. Mặc dù em là người thiếu kinh nghiệm nhất ở đây, bởi vì em chưa có gia đình cũng như chưa có con, nhưng mà cái bộ mỹ phẩm 1.000 đô nó hấp dẫn quá. Chắc mày đi dành được quá. Tại vì một người mẹ thương con là phải như vậy. Tôi vì sức khỏe của con tôi cho nên tôi chơi xả láng. Trời ơi. Chị Hạ Quyên. Được rồi. Sao? Thôi được rồi, bây giờ nha, tôi giao cho Khánh Ngọc trước. Khánh Ngọc xử xong đi rồi được hay không, lúc đó tới tôi. Trời ơi, chơi đẹp quá. Rồi, quyết định gì đi. Gia Minh ơi. Gia Minh ơi. Đây. Con thấy sao rồi? Hả? Con thấy sao rồi? Con thấy sao rồi? Ừ, con mệt hả? Mệt hả? Giờ cô Ngọc cho con uống thuốc nha. Không, mình đang bị bệnh á, mình phải uống thuốc mình mới hết bệnh được nha. Nè, thuốc nè, uống thuốc nha. Gia Minh giỏi uống thuốc nha. Rồi, mình không uống thuốc nha. Nè, bây giờ nè, Gia Minh nhắm mắt lại nè. Nhắm mắt lại, đúng rồi. 2, 3, mở mắt ra, tên tên. Con thích không? Nè, cho con nè. Trời ơi, thích quá hà. Nè, bây giờ mình để em kế bên đây nha. Đây nha, con có thích con mèo không? Vậy con uống thuốc nha. Nha. Không thích uống hả? Bây giờ con thích gì nè? À đúng rồi, Gia Minh thích ăn kẹo không? Cô Ngọc cho mình kẹo nè. Trời ơi, ngon lắm luôn á. Ăn kẹo nha. Đây, con mua mấy cục kẹo. Được, cho Gia Minh 3 cục luôn. Cho con 3 cục kẹo luôn. Rồi, mình có kẹo rồi. Mà bây giờ mình uống thuốc xong mình ăn kẹo mình sẽ không thấy đắng. Con uống thuốc nha. Uống đi. Nè. Đi mà, hơi năn nỉ luôn á. Cô Ngọc năn nỉ luôn. Uống thuốc nha. Ồ giỏi nè, uống thuốc nè. Gia Minh ơi, hạ miệng ra uống thuốc nha. Hay được rồi. Bây giờ con ngồi dậy đi, Con có mệt không? Ngồi đây nè. Bây giờ mình chơi nha. Con biết chơi chi chi chành chành không? Gia Minh chơi chi chi chành chành với cô nha nè. Để ngón tay vô. 2, 3. Đây nè. Chi chi chành chành cải đanh thổi lửa, con ngựa đức cương ba vương ngũ đế cấp kế đi tìm ù à ù ập. Ôi hay quá, Gia Minh giỏi quá. Vậy giờ mình uống thuốc nha. Bây giờ cô Khánh Ngọc sẽ kể cho con nghe một câu chuyện cổ tích nha. Con muốn nghe chuyện gì nè? Chuyện ma. Con chơi lớn dữ vậy luôn hả? Được rồi, bây giờ cô Khánh Ngọc sẽ kể cho con nghe một câu chuyện ma. Ngày xưa, trong một cái ngôi nhà nọ có một cô bé. Cô bé đó rất là xinh đẹp, nhìn y chang như Gia Minh vậy đó. Nhưng một ngày nọ cô bé Gia Minh đó bị bệnh. Xong mà cô bé không chịu uống thuốc thì bỗng nhiên có một con ma xuất hiện. Ta hỏi nhà ngươi bây giờ, nhà ngươi có uống thuốc hay không? Uống thuốc không? Câu chuyện tới đây là hết rồi. Từ đó về sau, con ma không bao giờ xuất hiện ở nhà cô bé Gia Minh nữa. Trời ơi! Trời ơi chị, em đã cố gắng hết sức và em thực sự cảm thấy là bấn loạn luôn á. Trời ơi, em mà đi chịu thua một đứa nhỏ. Chị ơi, em hỏi chị nha. Em múa, em hát, em cho bánh, em cho gấu, em cho hết tất cả mọi thứ và em đó. Bây giờ con thích chuyện gì thì cô Khánh Ngọc kể cho con nghe. Chị biết Gia Minh trả lời em sao không? Thích chuyện ma. Có đứa con nít nào thích chuyện ma không? Em kể chuyện ma cho Gia Minh nghe. Thì đó, em cũng kể chuyện ma. Và sau khi em kể chuyện ma xong rồi thì em bỏ tay. Trời ơi, khoan, nhưng mà dẫu sao Gia Minh cũng là một đứa con nít. Chị không nghĩ là mình không có cách. Em thật sự không còn cách nào khác. Dạ,
căng dữ vậy đó hả? Đang làm gì vậy? Đang làm luận án. Chào con. Vậy là em chịu thua Hạ Quyên rồi. Thua hả? Ừ. Chưa chắc đâu. Em nghĩ chắc chị Hạ Quyên cũng không chịu nổi Gia Minh đâu. Ừ. Nếu như tình hình như vậy thì cũng có thể. Đợi thử coi Hạ Quyên làm sao Gia Minh. Ờ, em cũng nôn nóng đợi coi. Ừ. Vợ chồng tôi bây giờ là bó tay với Gia Minh rồi đó. Ngay cả Khánh Ngọc cũng vậy nữa. Cho nên cả nguồn sống gia đình của tôi bây giờ trông cậy vào bà đó. Bà bị thấy ghê quá à. Thôi được rồi, đừng có lo. Bây giờ á, Gia Minh để đó tôi lo. Ai con ngồi đây. À, nãy giờ cô dắt con đi thăm mấy bạn vậy á, con có thấy thương mấy bạn không? Dạ thương. Thương hả? Con thấy mấy bạn đó làm sao? Dạ ốm yếu gầy gò. Ốm yếu gầy gò hả? Con thấy tội nghiệp không? Ờ, mà con có biết tại sao mấy bạn đó bị ốm yếu gầy gò không? Con không biết hả? Cô nói con nghe nha. Tại vì mấy bạn đó không chịu nghe lời ba mẹ, không chịu ăn thịt cá, không chịu ăn rau củ, rau quả, nên bị ốm yếu vậy đó. Con có sợ không? Dạ sợ. Mà mấy bạn đó hả, khi mà bị bệnh lại không chịu uống thuốc nữa, nhè thuốc ra, nhả thuốc ra, không nghe lời ba mẹ, nên bị nằm ở đây nè. Con có sợ không? Dạ sợ. Vậy á, bây giờ á, mai mốt con về nhà con phải nghe lời ba mẹ, ăn uống đầy đủ vô, nghe không? Rồi con có chịu uống thuốc không? Dạ, chịu. Chịu luôn phải không? Vậy là về nhà phải ngoan nghe chưa? Dạ. Ừ, nghe lời ba mẹ uống thuốc với ăn uống đầy đủ nha. Dạ. Rồi, yeah với cô nè. Yeah. Miracle phép ảo thuật biến cái trái này thành trái thần kỳ. Khi con ăn vào, con sẽ trở nên xinh đẹp và sức khỏe tràn trề. Mà là biến trái này thành trái thần kỳ. Yeah. 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 Tí nữa mình ăn nha. Rồi bây giờ á, cái này cái gì ta? Thơm quá nè. Thuốc nhưng mà rất là dễ uống đúng không? Đây. Wow, một muỗng nữa nha. Rồi đời lo cho chính ta, ngày ngày ra phố mua sắm là cả, tụ tập quan sát trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhìn xa em giấc mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời các cơn sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất tin thương mẹ biết suốt.